Nghiệp ấy hay cho các loại thân như thợ vẽ, vẽ các hình tượng. Nếu người nào lấy chánh hạnh chế ngự nghiệp, thiện pháp nuôi dưỡng thời cho quả báo tốt. Nếu lấy tà hạnh chế ngự nghiệp, bất thiện nuôi dưỡng thì cho quả báo xấu như người thờ vua tùy việc mà được đáp báo. Như vậy là phân biệt quả báo của các nghiệp tướng. Lại nữa, như trong kinh phân biệt nghiệp, Phật bảo A Nan, người làm ác sanh chỗ tốt, người làm lành sanh chỗ xấu. A Nan thưa, việc ấy thế nào? Phật dạy, người ác tội nghiệp đời này chưa chín, mà nghiệp lành đời trước đã chín. Do nhân duyên đó mà đời này tuy ác, lại sanh chỗ tốt. Hoặc khi sắp chết, tâm tâm số pháp lành phát sanh, do nhân duyên ấy cũng được sanh chỗ tốt. Người làm lành sanh chỗ xấu, vì nghiệp lành đời này chưa chín, mà nghiệp ác đời trước đã chín. Do nhân duyên ấy mà đời này làm lành lại sanh chỗ xấu. Hoặc khi sắp chết, tâm tâm số pháp bất thiện phát sanh, do nhân duyên ấy nên cũng sanh chỗ xấu. Hỏi, nghiệp chín chưa chín có thể như vậy, còn tâm phát sanh trong thời gian ngắn ngủi khi sắp chết, làm sao thắng được nghiệp được gây ra suốt cả đời? Đáp, tâm ấy tuy trong thời gian khoảnh khắc mà tâm lực mãnh lợi như lửa, như chất độc, tuy ít có thể thành đại sự. Tâm trong khi sắp chết ấy quyết định mãnh kiệt, cho nên thắng nghiệp lực tạo ra trong 100 năm. Tâm tối hậu ấy gọi là đại tâm, vì việc bỏ thân và các căn cấp bách như người vào trận không tiếc thần mạng cũng gọi là dũng kiệt. Như A-la-hán giả bỏ thân ái trước ấy nên được A-la-hán. Như vậy các thứ nghiệp báo, truyền báo, tội phước cũng nên biết như vậy. Người thanh văn chỉ biết tội báo của ác nghiệp, phước báo của thiện nghiệp, chứ không thể phân biệt tinh tế như vậy. Phật đều biết khắp nghiệp và nghiệp báo ấy với thế lực trí tuệ vô ngại vô tận, không thể phá hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ hai, trí lực phân biệt thiền định giải thoát tam muội cấu tịnh. Thiền là bốn thiền, Phật biết thiền ấy trợ giúp đạo pháp, phân biệt danh tướng nghĩa phần thứ lớp huân tu, hữu lậu vô lậu, hoặc vô học tịnh cấu vị không vị cạn sâu tám giải thoát. Như trong trường thiền ba la mật đã phân biệt danh tướng, nói thiền là gồm tất cả định cõi sắc, nói giải thoát là gồm tất cả định thiền ba la mật, tức là các giải thoát. Thiền định giải thoát tam muội đều gọi là định. Định là tâm không tán loạn, cấu là các phiền não ái kiến mạn, tịnh là chân thiền định không lẫn lộn các phiền não ái kiến mạn như vàng thật. Phân biệt là trong các định có một tâm hành, không một tâm hành, thường hành không thường hành, khó vào dễ vào, khó ra dễ ra, lấy tướng chúng, lấy tướng riêng, chuyển đối trị không chuyển đối trị. Chuyển đối trị là như người dâm dục mà tu từ tâm, người sân hận mà quán bất tịnh, người ngu si mà tư duy biên vô biên, người dao động mà dùng trí tuệ phân biệt các pháp, người hôn trầm mà muốn nhiếp tâm, phải chuyển đổi người dâm dục thì phải tu quán bất tịnh, người sân hận thì phải tu từ tâm, vân vân mới đối trị được. Nếu không như vậy gọi là không chuyển đối trị. Trong định ấy nên phân biệt thời và trú xứ. Nếu thân gầy ốm là không phải lúc hành thiền. Như Bồ Tát trong khi khổ hạnh suy nghĩ rằng ta nay không thể phát sanh thiền định, hoặc chỗ có nhiều người cũng không phải chỗ hành thiền. Lại nữa, Phật biết thiền định ấy là sai, thiền ấy là trụ, thiền ấy là tăng ích, thiền ấy là đạt đến niết bàn. Lại nữa, Phật biết người ấy khó vào định, khó ra định, dễ vào định, dễ ra định, dễ vào định, khó ra định, khó vào định, dễ ra định. Phật biết người ấy có thể được thiền như vậy, biết người ấy mất thiền hưởng thọ năm dục, biết người ấy hưởng thọ năm dục rồi trở lại được thiền, nương thiền ấy được A-la-hán. Như vậy hết thảy các thiền định giải thoát tức là tam muội thiền định ấy, Phật dùng trí tuệ thẳm sâu biết hết, không thể phá hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ ba, trí lực biết căn cao thấp của chúng sanh. Phật biết chúng sanh lợi căn, độn căn, chung căn. Lợi trí gọi là cao, độn trí gọi là thấp. Phật dùng trí lực biết căn cao thấp ấy mà phân biệt hết thảy chúng sanh là lợi căn, là chung căn, là độn căn. Người ấy có căn như vậy, đời này chỉ có thể được sơ quả, không thể được các quả khác nữa. Người ấy chỉ được quả thứ hai, ba, tư. Người ấy chỉ có thể được sơ thiền. Người ấy chỉ có thể được thiền thứ hai, ba, tư, cho đến được diệt tận định cũng như vậy. Biết người ấy sẽ được chứng thời giải thoát, người ấy sẽ được chứng bất thời giải thoát. Người ấy có thể được làm người bậc nhất trong hàng thanh văn. Người ấy có thể được làm người bậc nhất trong hàng bích chi Phật. Người ấy đầy đủ 6 ba la mật, có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Biết như vậy rồi,
hoặc nói lược việc đắc độ, hoặc nói rộng việc đắc độ, hoặc nói lời êm dịu để giáo hóa, hoặc nói lời gay gắt để giáo hóa, hoặc nói lời vừa êm dịu vừa gay gắt để giáo hóa. Phật cũng phân biệt người ấy có các căn khác nên làm cho sanh thêm tín căn, người ấy nên làm cho sanh tinh tấn niệm định tuệ căn, người ấy dùng tín căn mà vào chánh vị, người ấy dùng tuệ căn mà vào chánh vị, người ấy lợi căn mà bị kiết sử ngăn che như ương quật lê ma la, người ấy lợi căn không bị kiết sử ngăn che như xá lợi phất mục kiền liên, biết người cần tùy độ mà không bị ngăn che như châu lợi bàn đà già, có người căn độn mà bị ngăn che, biết người ấy độn căn đối với lậu hoặc do kiến đế đoạn mà lợi căn đối với lậu hoặc do tư duy đoạn, biết người ấy độn căn đối với lậu hoặc do tư duy đoạn mà lợi căn đối với lậu hoặc do kiến đế đoạn, biết người ấy hết thảy căn đồng độn đồng lợi, biết người ấy hết thảy căn không đồng độn không đồng lợi, biết người ấy nhân trước có sức lớn, người ấy duyên hiện nay có sức lớn, người ấy muốn trói mà được mở, người ấy muốn mở mà bị trói, ví như ương quật lê ma la muốn giết mẹ hại Phật mà lại được giải thoát, và như một tỳ kheo được tứ thiền mà vì khởi tâm tăng thượng mạng nên trở lại vào địa ngục, biết người ấy giác đoạn đường ác, người ấy khó ra, người ấy dễ ra, người ấy mau ra, người ấy lâu mới ra, như vậy tướng trạng hết thảy căn cao thấp của chúng sanh đều biết khắp, không thể hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ tư. Trí lực biết các thứ dục của chúng sanh, dục là tin mừng ưa vui, ưa năm dục như tôn đà la nan đà, ưa tiếng tăm như đề bà đạt đa, ưa tài lợi thế gian như tu di sát đa la, ưa xuất gia như gia xá, ưa tiên như bạt ca lợi, ưa chỉ giới như la hầu la, ưa bố thí như đà bạt la, cháu ngoại của bà cam lộ, cô của Phật, ưa tu hạnh đầu đà xa lánh như ma ha ca diếp, ưa tọa thiền như lệ bạt đa, ưa trí tuệ như xá lợi phất, ưa đa văn như a nan, ưa biết luật như yêu ba ly. Các đệ tử Phật như vậy, mỗi người có chỗ ưa, người phàm phu cũng mỗi người có chỗ mừng, hoặc có người mừng với dâm dục, có người mừng với sân nhuế. Lại nữa, Phật biết người ấy nhiều dục, nhiều sân, nhiều si. Hỏi tướng nhiều dục, nhiều sân, nhiều si như thế nào? Đáp, như trong thiền kinh nói về tướng của ba độc, trong đó có nói rộng, biết tướng như vậy rồi, đối với người nhiều dâm dục thì dùng pháp môn quán bất tịnh đối trị, đối người nhiều sân thì dùng pháp môn quán từ tâm đối trị, đối với người nhiều ngu si thì dùng pháp môn quán nhân duyên đối trị. Như vậy tùy theo chỗ ưa muốn để thuyết pháp, nghĩa là đối với người có ưa muốn lành thì nói pháp theo tâm họ như thuyền thuận dòng, đối với người có ưa muốn dữ thì dùng lời gay gắt để giáo hóa như lấy nêm chụp nêm. Đối với trí biết các thứ dục, Phật đều biết khắp, không thể hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ năm. Trí lực biết về tánh, Phật biết các tánh dị biệt của thế gian. Tánh là tập quán tích tụ, tưởng từ tánh sanh, dục tác hành theo tánh, hoặc có khi từ dục thành tánh, tập quán dục thành tánh. Tánh là việc làm ô nhiễm tâm, dục là theo duyên danh sanh khởi, đó là phân biệt dục và tánh. Thế gian có các dị biệt là mỗi mỗi tánh, nhiều tánh, vô lượng không thể đếm, ấy là dị biệt của thế gian. Có hai thứ thế gian là thế giới thế gian, khí thế gian và chúng sanh thế gian. Trong đây chỉ nói về chúng sanh thế gian. Phải biết chúng sanh tánh như vậy, dục như vậy, từ chỗ ấy đến thành tựu căn lành, căn chẳng lành, có thể độ không thể độ, định bất định, chắc không chắc, làm hạnh gì sanh chỗ nào, ở địa nào. Lại nữa, phải biết chúng sanh ấy có các tánh tướng, nghĩa là tùy chỗ xu hướng thiên biểu như vậy, quý như vậy, sự nhiễm tâm như vậy, muốn như vậy, nghiệp như vậy, hành như vậy, phiền não như vậy, lễ pháp như vậy, định như vậy, oai nghi như vậy, biết như vậy, thấy như vậy, nhớ tưởng phân biệt như vậy, biết nhiều kiết sử sanh, bấy nhiêu kiết sử chưa sanh. Tùy chỗ chấp trước sanh dục, tùy dục làm nhiễm tâm, tùy nhiễm tâm mà xu hướng, tùy xu hướng mà quý trọng, tùy quý trọng mà thường giác quán, tùy giác quán mà sanh hỷ luận, tùy hỷ luận mà thường niệm, tùy thường niệm mà phát ra hành, tùy phát ra hành mà tạo nghiệp, tùy tạo nghiệp mà thọ quả báo. Lại nữa, Phật dùng trí lực biết về chủng chủng tánh, biết chúng sanh ấy có thể độ, chúng sanh ấy không thể độ, chúng sanh ấy đời này có thể độ, chúng sanh ấy đời sau có thể độ, chúng sanh ấy có thể độ ngay, chúng sanh ấy có thể độ vào lúc khác, chúng sanh ấy hiện tại có thể độ, chúng sanh ấy mắt không trông thấy có thể độ.
Người ấy Phật có thể độ, người ấy Thanh Văn có thể độ, người ấy có thể trung độ, người ấy chắc có thể độ, người ấy chắc không thể độ. Người ấy nói lược có thể độ, người ấy nói rộng có thể độ, người ấy nói rộng nói lược có thể độ, người ấy tán thán có thể độ, người ấy thuyết phục có thể độ, người ấy tiếp đón có thể độ, người ấy vứt bỏ có thể độ, người ấy phát vi tế có thể độ, người ấy phát thô thiển có thể độ, người ấy nói gay gắt có thể độ, người ấy nói êm dịu có thể độ, người ấy nói gay gắt êm dịu có thể độ, người ấy tà kiến, người ấy chánh kiến, người ấy đắm quá khứ, người ấy đắm vị lai, người ấy đắm đoạn diệt, người ấy đắm thường, người ấy đắm hữu kiến, người ấy đắm vô kiến, người ấy tham dục, người ấy yểm ly sanh, người ấy cầu vui phú quý, người ấy đắm tà kiến nặng, người ấy nói vô nhân vô duyên, người ấy nói tà nhân duyên, người ấy nói chánh nhân duyên, người ấy nói vô tác nghiệp, người ấy nói tà tác nghiệp, người ấy nói chánh tác nghiệp, người ấy nói không cầu, người ấy nói tà cầu, người ấy nói chánh cầu, người ấy nói quý ngã, người ấy quý nam dục, người ấy quý được lợi, người ấy quý uống ăn, người ấy quý nói việc vui chơi, người ấy ưa đông, người ấy ưa ồn ào, người ấy ưa xa lánh, người ấy hành theo ái nhiều, người ấy hành theo kiến nhiều, người ấy ưa tín, người ấy ưa tuệ, người ấy nên thủ hộ, người ấy nên bỏ, người ấy quý trì giới, người ấy quý thiền định, người ấy quý trí tuệ, người ấy dễ ngộ, người ấy giảng nói mới ngộ, người ấy có thể dẫn đạo, người ấy hiểu từng câu, người ấy lợi căn, người ấy đội căn, người ấy trung căn, người ấy dễ ra dễ cứu vớt, người ấy khó ra khó cứu vớt, người ấy sợ tội, người ấy trọng tội, người ấy sợ sanh tử, người ấy không sợ sanh tử, người ấy nhiều dục, người ấy nhiều sân, người ấy nhiều si, người ấy nhiều dục sân, người ấy nhiều dục sân si, người ấy mỏng phiền não, người ấy dày phiền não, người ấy ít nhơ, người ấy nhiều nhơ, người ấy tuệ ngăn che, người ấy tuệ sơ lược, người ấy tuệ rộng lớn, người ấy khéo biết tướng năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, có lẽ ấy, không có lẽ ấy, khổ tập diệt đạo, khéo biết vào định, ra định, ở định. Lại nữa, phải biết đó là chúng sanh cõi dục, đó là chúng sanh cõi sắc, cõi vô sắc, đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người trời, đó là loài sanh tử trứng, sanh tử bào thai, sanh tử thấp ướt, sanh tử biến hóa, đó là loài có sắc, đó là loài không sắc, đó là loài có tưởng, đó là loài không tưởng, đó là loài đoản mạng, đó là trường mạng. Đó chỉ là người phàm phu chưa lìa dục, đó là người phàm phu đã lìa dục của cõi dưới mà chưa lìa dục của cõi thiền. Như vậy cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đó là hướng đạo, đó là đắc quả, đó là bích chi Phật, đó là chư Phật. Như vậy các thứ phân biệt về năm đường, bốn loài sanh, ba tụ, giả danh, ba chướng, năm thân, 12 nhập, 18 giới, thiện căn, bất thiện căn, các kiết sử, các địa, nghiệp quả là có thể độ, là không thể độ, diệt trí phân biệt. Do như vậy phân biệt biết các tánh dị biệt của chúng sanh thế gian được giải thoát vô ngại. Như vậy các tánh dị biệt Phật đều biết khắp, không thể hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ sáu. Trí lực biết nhất thiết thế trí xứ đạo. Có người nói nghiệp tức là đạo, vì nghiệp làm nhân duyên đưa đi khắp năm đường. Có nghiệp có thể dứt, nghiệp có thể có chỗ đến, đó là ba thánh đạo phần và vô lậu tư. Vì vậy các nghiệp là đường đưa đến mọi nơi. Lại nữa có người nói năm phần năm trí tam muội trụ thành tựu việc lợi ích ở mọi nơi. Lại có người nói chính là thiền thứ tư. Vì cớ sao? Vì thiền thứ tư là chỗ tất cả các thiền tụ đến, như trong kinh nói thiện tâm, định tâm, tâm không loạn, nhiếp tâm đều vào trong thiền thứ tư. Lại nữa có người nói như thân niệm xứ tức là trí xứ đạo là gốc lợi ích của các đạo. Lại có người nói chính là hết thầy thánh đạo dùng thánh đạo ấy thời được lợi ích theo ý muốn. Lại có luận giả nói hết thảy thiện đạo, hết thảy ác đạo, hết thảy thánh đạo, mỗi mỗi biết chỗ đến của các đạo. Như ở trong kinh Mao Thụ nói Phật đều biết khắp, không thể hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ bảy. Trí lực biết túc mạng. Túc mạng có ba là có thông, có minh, có lực. Người phàm phu chỉ có thông, người thanh văn cũng thông cũng minh, Phật cũng thông cũng minh cũng lực. Vì cớ sao? Vì người phàm phu chỉ biết kiếp trước đã trải qua mà không biết do nghiệp làm nhân duyên tương tục. Vì vậy người phàm phu chỉ có thông không có minh, người thanh văn biết tập đế nên biết rõ do nghiệp làm nhân duyên tương tục thọ sanh. Vì vậy người thanh văn cũng có thông cũng có minh. Nếu đệ tử Phật khi còn là phàm phu được trí túc mạng, khi vào địa vị kiến đế đạo biết nhân duyên tập đế,
phát sanh tâm vô lậu thứ 8, dứt hết kiến hoặc cho nên thông biến thành minh. Quán tứ đế ngang qua 16 tâm gồm 8 vô gián, 8 giải thoát, đến tâm thứ 16 là dứt hết kiến hoặc. Tâm thứ 16 là nhằm tâm giải thoát thứ 8 và gọi là tâm vô lậu giải thoát thứ 8. Vì cớ sao? Vì mình là cội gốc của kiến, nếu đệ tử Phật trước được thánh đạo, sau trí túc mạng phát sanh, cũng có sức biết nhân duyên tập đế cho nên thông lại biến thành minh. Hỏi, nếu khi Phật đang là Bồ Tát trước được trí túc mạng, vì các Bồ Tát trước giải hết các phiền não sau mới vào thánh đạo, như vậy vì sao Phật dạy đầu đêm ta chứng được túc mạng minh, ý nói khi lậu tận mới gọi là minh, đầu đêm chưa lậu tận sao cũng nói là chứng túc mạng minh mà không nói là chứng túc mạng thông? Đáp, lúc ấy chẳng phải mình, nếu Phật ở giữa đại chúng nói ta lúc ấy chứng được túc mạng minh là để khai thị cho chúng biết rằng túc mạng minh ấy đầu đêm chứng được. Như quốc vương sau khi chưa làm vua mà sanh con, sau khi làm vua có người hỏi con vua sanh vào lúc nào? Đáp, con vua sanh vào lúc ấy, khi sanh con thì chưa làm vua, mà vì nay đã làm vua nên gọi người con kia là con vua, rằng người con vua ấy sanh lúc ấy. Phật cũng như vậy, trí túc mạng sanh bây giờ chưa làm minh chỉ gọi là thông, lúc cuối đêm biết nhân duyên tập đế nên thông lại biến thành minh. Sau ở giữa đại chúng dạy rằng ta đầu đêm chứng được túc mạng minh. Hỏi, nghĩa của thông và minh như vậy còn nghĩa lực thế nào? Đáp, Phật dùng minh ấy biết rõ nhân duyên túc mạng đổi thay trong vô lượng vô biên đời của mình và của chúng sanh, tất cả đều biết khắp, ấy là lực không thể hoại, không thể thắng, đây gọi là trí lực thứ 8, trí lực biết sanh tử. Phật dùng thiên nhãn thấy chỗ chúng sanh sanh và chết. Người phàm phu dùng thiên nhãn cùng lắm cũng chỉ thấy được bốn châu thiên hạ. Người thanh văn cùng lắm thấy bể ngang của tiểu thiên thế giới, cũng thấy khắp trên dưới. Hỏi, đại phạm vương cũng có thể thấy ngàn thế giới, vậy có gì khác? Đáp, đại phạm vương tự đứng giữa ngàn thế giới thì thấy khắp, còn nếu đứng một bên thời không thấy các bên khác. Người thanh văn thời không như vậy, đứng tại chỗ nào thường vẫn thấy ngàn thế giới. Biết chi Phật thì thấy trăm ngàn thế giới, chư Phật thì thấy vô lượng vô biên thế giới. Trí thiên nhãn của người phàm phu là thông mà chẳng phải minh, cũng như vậy chỉ thấy sự việc hiện ra mà không thể thấy do nghiệp nhân duyên mà thọ sanh, như nói ở trong túc mạng trí. Lại nữa, vị được thiên nhãn bậc nhất là Ane Lô Đậu. Thiên nhãn này là nửa phần thanh tịnh của bốn đại tạo sắc của sắc giới, còn thiên nhãn của Phật là toàn phần thanh tịnh của bốn đại tạo sắc, đó là chỗ khác nhau. Lại nữa, người thanh văn ở trong tam muội được thiên nhãn, liền ở trong tam muội có thể thấy, hoặc tam muội có giác có quán, hoặc tam muội không giác có quán, hoặc tam muội không giác không quán, tùy theo Phật nhập ở trong tam muội nào mà muốn thấy đều thấy. Nếu đương tam muội vô giác vô quán được thiên nhãn, rồi vào tam muội có giác có quán, tam muội không giác có quán cũng thấy được. Lại nữa, người thanh văn khi dùng thiên nhãn thấy đang ở trong tam muội, nếu hướng tâm vào tam muội khác thời thiên nhãn bị mất, Phật thấy không như vậy. Tâm tùy vào tam muội khác, thiền nhãn vẫn không mất. Trí tuệ ấy biết khắp chỗ sanh chỗ tử của hết thảy chúng sanh, không thể hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ 9. Trí lực lậu hết, hỏi, trí lực trí tuệ phân biệt có sai khác? Còn trí lực lậu hết thì đồng hết thảy thanh văn bích chi Phật với Phật có gì sai khác? Đáp, tùy lậu hết mà là đồng, mà về mặt trí tuệ phân biệt rất sai khác. Sức lực lớn của thanh văn tư duy đoạn kết sử phải qua ba thời là sanh phần, trụ phần, diệt phần. Phật thời không như vậy, trong một lúc sanh phần đã đoạn hết. Người thanh văn thấy tứ đế đoạn kiết sử thì lúc sanh đoạn, còn tư duy đoạn kiết phải qua ba thời đoạn. Còn Phật thời thấy tứ đế đoạn và tư duy đoạn không có khác. Người thanh văn lúc mới vào thánh đạo, lúc nào và lúc chứng đạt khác nhau. Còn Phật thời ngay một tâm cũng vào cũng chứng đạt. Ngài trong một tâm được nhất thiết trí, ngay một tâm phá hoại hết các chướng, ngài trong một tâm được hết thảy Phật pháp. Lại nữa, các người thanh văn có hai thứ giải thoát là giải thoát phiền não, giải thoát pháp chướng. Còn Phật có tất cả giải thoát phiền não, cũng có tất cả giải thoát pháp chướng. Phật tự nhiên được trí tuệ, còn thanh văn phải theo sự giáo đạo tu hành mới được. Lại có người nói, nếu Phật dùng trí tuệ rất phiền não cho hết thảy chúng sanh, trí ấy cũng không hào bớt, ví như hoàn sắt nóng, để trên đó một ít bông, tùy đốt cháy hết bông mà sức nóng lửa không giảm bớt,
Trí tuệ của Phật cũng như vậy, đốt hết thảy phiền não mà trí lực cũng không giảm. Lại nữa, thành phần chỉ biết tự dứt hết lậu hoặc, còn chư Phật tự biết dứt hết lậu hoặc cũng biết dứt hết lậu hoặc cho người khác, như trong Tịnh Kinh nói. Lại nữa, chỉ riêng Phật biết trong tâm chúng sanh phân biệt ra có 98 xử, 196 chuyển, chư Phật không ai biết được. Cũng chỉ riêng Phật biết trong khổ pháp trí, khổ loại trí dứt được bấy nhiêu tánh kiết sử, và cho đến trong đạo loại trí cũng như vậy. Về lậu hoặc do tư duy đoạn, trong chín giải thoát đạo cũng như vậy. Chín địa là dục giới địa và bốn thiền bốn định, mỗi địa có chín phẩm tư hoặc, chín địa có 81 phẩm tư hoặc. Muốn dứt chín phẩm tư hoặc trong mỗi địa phải trải qua chín vô gián đạo và chín giải thoát đạo. Phật đều biết khắp việc như vậy của hết thảy chúng sanh. Thành văn nếu biết và nói được chút ít đều nói theo Phật. Thế lực của trí tuệ lậu hết như vậy, không thể hoại, không thể hơn. Đây là trí lực thứ 10. Hỏi 10 lực ấy lực nào hơn cả? Đáp: mỗi lực đều lớn trong việc của mình. Như nước hay thấm, lửa hay cháy đều tự có sức. Có người nói lực đầu là lớn vì gồm cả 10 lực. Hoặc nói lực lậu hết là lớn vì việc thành tựu được niết bàn. Còn luận giả nói 10 lực ấy đều lấy vô ngại giải thoát làm căn bản, làm tăng thượng. Hỏi: nếu 10 lực ấy là việc riêng của Phật, còn đệ tử đời nay không ai có được, cớ sao Phật nói? Đáp: vì để dứt mối nghi của người đối với 10 lực, làm cho tâm người vô trí được quyết định bền chắc, khiến cho tứ chúng hoan hỉ, nói rằng riêng đại sư của chúng ta có lực như vậy, không cùng chung với hết thảy chúng sanh. Lại các ngoại đạo nói: sa môn họ Cù Đàm thường ở chỗ vắng lặng, trí tuệ teo mất. Vì vậy ta nói lên lời chí thành rằng ta an lập đầy đủ 10 trí, 4 không sợ ở giữa đại chúng, nói chân trí tuệ, giáo hóa chúng sanh, như tiếng sư tử giống, chuyển phạm luân, pháp luân, mà hết thảy ngoại đạo, trời, người không ai chuyển được, vì chấm dứt lời chê bai của ngoại đạo nên nói 10 lực này. Hỏi: phép của người tốt, một việc trí tuệ còn không nên tự khen, huống gì người vô ngã, không dính mắc mà lại tự khen 10 lực của mình, như nói khen mình, chê mình, khen người, chê người, bốn thứ như vậy người trí không làm. Đáp: Phật tuy vô ngã, không dính mắc, có vô lượng lực, do tâm đại bi vì độ chúng sanh, nên chỉ nói 10 lực chứ không phải vì khen mình. Ví như người giỏi dẫn khách, dẫn đường khách buôn, thấy ác tặc rối hoặc khách buôn, chỉ bày đường quấy, mới vì lòng thương mà nói với khách buôn rằng: ta là người nói thật, các ngươi chớ nghe theo lời kẻ rối hoặc. Lại như các thầy thuốc tệ rối hoặc người bệnh, lương y thương bảo người bệnh rằng: ta có thuốc hay có thể trị bệnh cho ngươi, ngươi chớ tin theo lời dối trá mà khổ. Lại nữa, công đức của Phật sâu xa, nếu Phật không tự nói ra thì không ai biết được, vì chúng sanh mà nói ra được lợi ích rất nhiều, do vậy Phật tự nói ra 10 lực. Lại nữa, gặp người có thể độ chắc phải nói cho, trong các điều nên nói, thứ lớp nên nói 10 lực, nếu không nói thì người kia không được độ, vì vậy nên Phật tự nói. Ví như khi mặt trời mặt trăng mọc, không nghĩ rằng ta soi sáng thiên hạ sẽ có danh xưng, mặt trời mặt trăng đã mọc, ắt tự có danh, Phật cũng như vậy. Không nghĩ rằng mình sẽ có danh xưng mà tự nói công đức ra, Phật dùng lời thanh tịnh thuyết pháp, soi sáng phá ngũ tối cho chúng sanh, tự nhiên có danh xưng lớn, vì vậy Phật tự nói các công đức 10 lực mà không có lỗi. Lực là có khả năng thành tựu, dùng 10 lực tăng ích trí tuệ này có thể phá các luận nghị sư, dùng 10 lực tăng ích trí tuệ này có thể giỏi thuyết pháp, dùng 10 lực tăng ích trí tuệ này có thể chế phục kẻ không thuận, dùng 10 lực tăng ích trí tuệ này được tự tại đối với các pháp, như đại quốc chủ được tự tại đối với thần dân đại chúng. Trên đây là dùng pháp thanh văn, lực nói nghĩa 10 lực xong, hết cuốn 24 theo bản Hán.